Và cái cách để mà mọi người phân biệt cái khẩu trang đúng và khẩu trang không đúng ấy, là mọi người cắt cái khẩu trang của chúng ta ra ít nhất là phải có 3 lớp nhá. 4 lớp thì càng tốt. Cái lớp bên trong mình có một cái lớp giấy màu trắng, nó rất là dai và không thấm nước. Mọi người đổ một ít nước lên cái lớp bên giữa là mọi người biết đấy là khẩu trang thật hay là khẩu trang giả nha. Khẩu trang y tế đạt chuẩn ấy là nó sẽ không thấm nước cái lớp trắng bên trong. Lớp trắng đấy chính là cái lớp lọc vi khuẩn đó. Bình thường, những ngày bình thường thì công ty mình nhập khẩu trang một hộp tùy loại, từ giá sẽ từ 25 đến 30 ngàn, số lượng tầm khoảng 20 hộp trở lên. Nhưng mà bây giờ thì khẩu trang ngày hôm nay đã leo lên đến tận 200 đến 250 tùy nơi bán rồi. Và chưa chắc là đã là khẩu trang thật, tại vì mình có đi cho nhân viên đi mua thử những cái nhà thuốc ấy để gom ấy. Nhưng mà về kiểm tra thì không phải khẩu trang thật, nên là hy vọng là mọi người sẽ... Cái cách mà phân biệt mình vừa chia sẻ trước đó thì hy vọng mọi người sẽ để ý và mọi người phân biệt trước khi mua số lượng lớn nha.